Đây là một đoạn video được quay sáng nay vào ngày 7 tháng 7 năm 2024 đối với sư Minh Tuệ phải lội qua suối để mà đi khắc thực mời quý ông bà và anh chị em chúng ta cùng theo dõi. À, từ, từ suối kia là hai là bay hả? À, lội qua. Lội à? à vâng. Điện thoại quay hơi bị mờ một chút xíu. Hay là từ, từ, từ suối kia là hay là bay hả? Ờ, lội qua. Lội à? Ờ, vâng. Thật sự em nghe cái đoạn này em cảm thấy rất là đau lòng. Đối với sư Minh Tuệ lần này phải vào trong rừng để mà đi khất thực phải lội qua suối thật sự đây là cái pháp tu khổ hạnh là đúng khổ hạnh thật sự luôn thưa quý ông bà và anh chị em xin kính chào tất cả quý ông bà và anh chị em đã quay trở lại với bản tin cập nhật về hình ảnh sư thầy Minh Tuệ mới nhất của ngày hôm nay lời nói đầu tiên thì xin chúc cho tất cả quý ông bà và anh chị em có được thăng tâm an lạc thanh tịnh và tràn đầy sức khỏe cảm ơn tất cả quý ông bà và anh chị em đã quay trở lại xem kênh cuộc du hành trong cuộc sống ở cõi ta bà này thưa quý ông bà và anh chị em đối với hình ảnh sư thầy minh tuệ hiện nay rất là hiếm hoi và ít ỏi chính vì thế mà có lẽ đối với tất cả chúng ta đang bị một kẻ hở là vì hình ảnh của sư thầy minh tuệ đang rất là hiếm hoi và ít ỏi cho nên đâu đó cũng sẽ có một số nào đó sẽ lợi dụng cái điểm này để rồi lâu lâu mới tung ra cho chúng ta một vài video clip để mà trắng ngang thì theo em nghĩ là như vậy Thì ngày hôm qua và ngày hôm kia Tức là ngày 5 và ngày 6 Chúng ta đã có xem hình ảnh và video clip về sư thầy Minh Tuệ Trong số đó thì có một số người thì cho là video cũ Một số người thì cho là video mới Và ngày hôm nay cũng được cập nhật về một cái video mới được quay vào sáng ngày hôm nay cũng một anh dân tộc đó để mà quay sư Minh Tuệ Thì thật hư đối với cái clip này như thế nào có phải thật hay không Mời quý ông bà và anh chị em chúng ta hãy xem cuộc trò chuyện giữa sư thầy Cũng với như là anh đồng bào à, Ngày hôm nay là ngày 7 tháng 7 Mời quý ông bà và anh chị em chúng ta cùng xem Đây là một đoạn video được quay sáng nay vào ngày 7 tháng 7 năm 2024 Đối với sư Minh Tuệ phải lội qua suối để mà đi khắc thực mời quý ông bà và anh chị em chúng ta cùng theo dõi à, từ từ suối kia là hay là bay hả à, lội qua lội à, à vâng. điện thoại quay hơi bị mờ một chút xíu hay à, là tôi thay từ từ suối kia là hay là bay hả Ờ, à, lội qua lội à, Ờ, à? à? à, vâng. Thật sự em nghe cái đoạn này em cảm thấy rất là đau lòng Đối với sư Minh Tuệ lần này phải vào trong rừng để mà đi khất thực phải lội qua suối Thật sự đây là cái pháp tu khổ hạnh là đúng khổ hạnh thật sự luôn thưa quý ông bà và anh chị em Mặc dù thì chúng ta không có thấy hình ảnh của sư thầy Minh Tuệ là tôi đó chỉ ghi âm một đoạn quay quay cảnh rừng núi đá nhưng mà chỉ có âm thanh của sư thầy thôi à, chúng ta không có lần này quay thì không có hình ảnh của sư Minh Tuệ thật sự mà nói khi mà em nghe cái việc mà sư lậu qua suối để đi khất thực em cảm thấy rất là nhói lòng à, vì à, trên đó có một con đập khi mà người ta xả nước xuống thì à, nước rất là lớn Sư không có đi qua suối được, phải chờ nước rút rồi mới đi qua Một cái sự khổ hạnh khủng khiếp mà dường như không có một vị sư nào có thể làm được Ngay cả là những người tu của hạnh người ta cũng phải kính nể Vì cái sự gọi là tu tập và phát nguyện hành nguyện đầu đà Một pháp tu khổ hạnh cực kỳ khó khăn và gian nan Nhưng mà đối với một số những người theo dõi kênh của em thì họ cho là những cái video như thế này không đúng à, những cái video này không thiết thực và có cái điều gì đó thì à, hôm qua và hôm kia cũng có xuất hiện một vài video như thế này thì à, mọi người cũng đã lên bàn tán chia sẻ là cho là video đó là video được cắt ghép hoặc là đó đã được quay lâu rồi và nó có một cái điều gì đó thì hôm nay em cũng sẽ làm và chúng ta phân tích về hai đoạn video trước em cũng tiếp tục đào sâu cũng như là phân tích xem đối với thật hư về cái thông tin chia sẻ hình ảnh của sư thầy Minh Tuệ đó là cũ hay mới hay là được dàn dựng để cho quý ông bà và anh chị em biết được để mà khỏi phải bị rơi vào là họ đã chia sẻ về hình ảnh của sư thầy Minh Tuệ rồi họ trục lợi điều đó sẽ làm bắt ngờ vô tình chúng ta đang bị lợi dụng những kẻ muốn trục lợi từ hình ảnh của sư thầy Minh Tuệ trước tiên thì xin mời tất cả quý ông bà và anh chị em chúng ta xem lại một đoạn clip vào ngày 6 tháng 7 được quay đối với sư thầy Minh Tuệ trong một căn tròi có hai anh thanh niên thì hai anh thanh niên này thì đặc điểm thì cũng không có gì gọi là khác ngoài chỉ có hai điểm này thứ nhất là hai anh thanh niên này được cho là người đồng bào cờ ho thứ hai nữa là hai đôi dép của hai anh này thì được cho là thường sử dụng ở bên quân đội cũng như là bên công an thì người ta hay sử dụng đôi dép này còn đối với mà người dân bình thường lao động thì đôi dép cái màu ở ngoài chợ nó sẽ khác hoàn toàn so với hai đôi dép của anh này thì bây giờ mời tất cả quý ông bà và anh chị em chúng ta xem đoạn đầu của video clip này 2018 2018 ờ, còn là đi là 2015 cơ 16 ừ. Ừ. 2016 2016 hết rồi ờ 16 đến giờ là 24 là 8 năm rồi Vâng 8 năm Nhưng mà hồi xưa Rồi chúng ta dừng lại ngay cái đoạn này Thì đây quý ông bà và anh chị em Mình xem lại đối với hình ảnh của sư Minh Tuệ Em đã sửa lại hình cho nó gần hơn Để cho quý ông bà và anh chị em có thể nhìn thấy rõ hơn Không biết là quý ông bà và anh chị em Có phát hiện điều gì ở trên người của sư Minh Tuệ hay không Ngay trên vai Bên chỗ chấp mối của cái áo khoác lên vai dường như là có một cái uh, mic được cài vào để cho sư nói chuyện. Theo như uh, quý ông bà và anh chị em chúng ta nghe thì cái đoạn ghi âm này thì đối với hai âm thanh đều rất là đồng điều với nhau mặc dù là người quay phim. À, là đứng cầm điện thoại thì nó sẽ gần hơn, đương nhiên cái âm thanh nó sẽ to hơn, còn sư Minh Tuệ ở xa hơn thì đương nhiên cái âm lượng cái voi nó sẽ nhỏ hơn. Nhưng mà ở đây thì chúng ta đang nghe là hai âm thanh nó đang rõ đều với nhau. Thì à, quý ông bà và anh chị em có thấy cái điều này khác thường hay không? Quý ông bà và anh chị em chúng ta có thể nghe lại. Trước thời người, ông người ta biết Hai cái âm thanh này rất là đồng điều Mặc dù là chúng ta thấy rằng là Cái người quay phim đứng gần bên cái anh đồng bào người Khơ Ho Nhiều hơn là bên Sư Minh Tuệ Như quý vị xem lại cái đoạn mà đối với anh nhân gà Anh có quay video clip Khi mà một người quay phim và đối với anh nhân gà thì anh nhân gà mà muốn nói chuyện với sư mà để cho âm thanh nó rõ và điều hơn thì lúc nào đối với anh nhân gà cũng đưa cái mic tới gần chỗ sư để cho âm thanh nó được rõ ràng hơn. Nhưng ở đây thì đối với một cái điện thoại bình thường mà có âm thanh rõ tốt như vậy thì thật sự em đang nghi vấn ở cái chỗ này. Và đây là một cái thông tin tin nhắn của một anh có nickname là Khâm Kha anh đã chia sẻ như thế này Tôi là dân tộc cờ ho đây Mong các anh chị em, cô bác Cũng như là các anh chị đã đi tìm thầy uh, Sư Minh Tuệ Để mà quay phim Thì hãy dừng lại Đừng có dồn thầy vào rừng sau Phải ăn măng rừng, ăn lá cây Ăn lâu ngày thì cái bụng nó không thể chịu nổi Xin mọi người hãy tha cho thầy Chứ đừng có kiếm tiền như thế không tốt đâu nha. Đó. Thì đây là một cái anh. Đã ghi lại. Thì anh này. Anh nói là anh là dân tộc cờ ho. Mà. Chắc có lẽ đối với Sư Minh Tuệ. Chia sẻ với cái anh trai này. À, cho là tất cả những người làm Youtube. Họ quay phim. Họ chỉ vào Sư Minh Tuệ 24-24. là kiếm tiền. À, không biết là. Đó là. Do Sư Minh Tuệ chia sẻ. Cho nên anh mới biết là. Sư Minh Tuệ đang bị những anh em Youtube gọi là quay phim chứ tại sao anh ở trong đó mà anh ta lại biết tất cả mọi người tới quay phim để kiếm tiền như thế đó là cũng một câu hỏi và em cũng xem trên tỉnh gia lai thì có người uh, dân tộc cờ ho hay không thì em lại không thấy uh, trên gia lai có dân tộc cờ ho thì không biết là những người bản địa cũng như là những anh em trên ở gia lai thì có biết là ở trên gia lai có dân tộc cờ ho hay không bởi vì hiện nay có một số anh em ở trên Gia Lai thì cho là đối với ở tỉnh Gia Lai thì không có người đồng bào cờ ho. Đấy, cho nên là em cũng đang thắc mắc. Và không biết là ký anh mà đã được quay video với thầy ở trong căn chòi vào ngày 6 tháng 7. Thì có phải là cái video vừa rồi mà quý ông bà và anh chị em xem ở đầu video em cũng có chia sẻ là được cho quay vào ngày hôm nay ngày 7 tháng 7 thì có phải là cùng với hai người thanh niên đó hay không hay là một người khác thì em cũng chưa biết và em đang để đi tìm và xác minh rõ cái thông tin vì đối với anh trai này quay thì video ngày hôm nay lại không có hình ảnh của sư Minh Tuệ nhưng chỉ có tiếng nói giọng nói của sư mà thôi thì sáng ngày hôm nay em cũng có xem một số thông tin chia sẻ là ở trên Gia Lai không có người đồng bào cờ ho thì em cũng lên trên mạng để em tìm xem cái sự thống kê của trên mạng có thông tin về đối với đồng bào cờ ho hay không thì theo như về thống kê năm 2023 tại tỉnh Gia Lai thì dân số tính từ năm 2020 là có 1 triệu 541.829 người mật độ dân số đạt 99 người trên km. Đấy, thì chúng ta cứ tạm tính theo như là thống kê ở trên website đi. Thì theo thống kê, Tổng cục thống kê của Việt Nam tính đến ngày 1 tháng 4 năm 2009 thì toàn tỉnh Gia Lai có 38 dân tộc cùng người nước ngoài sinh sống, trong đó là dân tộc Kinh chiếm nhiều nhất với 713.403 người. Còn người Gia Rai có 372.302 người, người Bana có 150.416 người, người Tây có 10.107 người, người Nồng có 10.045 người. Tiếp theo là người Mường có 6.133 người, người Thái có 3.584 người và người Giao có 4.000 420 người nhưng lại không có người nào là người Cờ Ho cả thì thật sự không biết là đối với đồng bào cơ Ho ở trên gia lai thì họ xếp vào là người nào nhưng mà ở đây thì em không có thấy người Cờ Ho à, chỉ có danh sách này thôi đó như quý ông bà và anh chị em đã thấy thì không biết ai ở trên đó định cư lâu rồi thì à, xin góp ý cho em biết là đối với người đồng bào Cờ Ho là không biết là có hay không và có thì trên đó gọi là người đồng bào nào thì em cũng không rõ nếu mà biết thì cho chia sẻ cho em biết để em có thêm kiến thức à, chứ còn mà nói cái anh mà đã tiếp xúc với sư Minh Tuệ là cho mình là người đồng bào Cờ Ho à, đã giúp đỡ cho sư Minh Tuệ thì cái điều mà sự giúp đỡ đó là điều quá tuyệt vời à, điều đó là một cái phước báo vô cùng. À, nhưng mà em chỉ sợ là đây những cái video mà được chia sẻ để mà trắng an đối với tất cả quý ông bà và anh chị em cũng như là tất cả mọi người để mọi người an tâm đó, thì em chỉ sợ là họ lợi dụng đó rồi họ sẽ lợi dụng hình ảnh của sư minh tuệ để mà trục lợi thì trước đó thì đối với em trai của sư thầy minh tuệ cũng đã chia sẻ rằng là có một số người đã lợi dụng về hình ảnh của sư minh tuệ để mà làm từ thiện kêu gọi từ thiện gì đó thì em cũng là đang nghi vắng và sợ như vậy thôi em cũng làm video em chia sẻ em phân tích để cho quý ông bà và anh chị em có một cái cách nhìn khách quan hơn để quý ông bà và anh chị em biết được lỡ như đâu đó có một nhóm người nào đó lại kêu gọi quý ông bà và anh chị em từ thiện hoặc là biết đó để mà gửi tiền thật sự khi mà thấy sư minh tuệ mà đang tu tập mà khó khăn về đường cái đi lại và nói chung là thiếu thốn thì uh, mọi người thì ai cũng quý mến đối với sư thầy Minh Tuệ và phát tâm và từ đó liên hệ với người đó để mà uh, giúp cứ như là là mình làm cái thiện nguyện, nói chung làm được cho uh, sư là đó là mình cảm thấy là một việc làm là vô cùng là ốc lành và phước báo thì mọi người làm nhưng mà nó đúng thì không nói gì chứ mà em sợ là một số thành phần họ muốn dùng hình ảnh đó họ lợi dụng thì em cũng đó là cái, cái, sự đa nghi của em thôi nên là em làm video này để phân tích rõ cho quý ông bà và anh chị em để có thể là biết được khách quan và nhìn nhận về những cái thông tin nó chính xác hơn và em cũng sẽ luôn luôn cập nhật những cái tình hình mới nhất về sư thầy để mà kịp thời chia sẻ đến tất cả quý ông bà và anh chị em À, không biết là quý ông bà và anh chị em à, suy nghĩ như thế nào về cái nội dung video ngày hôm nay cũng như là cái video clip được xuất hiện ngày hôm nay được cho là sư minh tuệ đi khắc thực và qua con suối rất là khó khăn cũng như là cái việc mà video trước đó đã chia sẻ về cái thông tin của sư minh tuệ nó có những cái điều nghi vấn chúng ta cũng cần phải đặt câu hỏi nếu như quý ông bà và anh chị em có à, câu trả lời hoặc là có suy nghĩ gì thì đừng quên để lại lời bình luận dưới video này còn bây giờ thì xin mời tất cả quý ông bà và anh chị em chúng ta hãy dành ra ít phút để mà buông bỏ hết tất cả những xào não, phiền muộn, khổ đau và âu lo để mà giữ cho thân tâm mình được an lạc và thanh tịnh và hãy cùng nhìn theo bước chân hành trì của sư thầy Minh Tuệ và cầu chúc cho sư Minh Tuệ à, sớm đạt được chánh đẳng chánh giác để mà quay trở ra phổ độ cho chúng sinh đang khổ đau ở trong cõi ta bà này nếu như quý ông bà và anh chị em cảm thấy video này chia sẻ hay và út thì đừng quên cho một like cũng như là đăng ký kênh và hãy share video này cho nhiều người cùng biết cùng theo dõi để lan tỏa sự yêu thương trong cuộc sống này em xin cảm ơn rất nhiều.